Hello, everybody, welcome to Heo VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Mu Origin H5 nha anh em. Ok, game này đầu vô thì chúng ta được free VIP 6. Ok, full VIP 6 luôn. Thường là VIP 6 này chúng ta phải nạp khoảng vài trăm ngàn hả? Hình như là 100 ngàn chúng ta mới có đấy. Thì game này nó cho luôn VIP 6 và 1 triệu kim cương nha. Lên VIP 6 thì chúng ta có thể mở full các móc, full các nhân vật ha. Đó. Thì full các nhân vật rồi thì ngon rồi đó. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc chạy nhiệm vụ đầu game thôi. Game này thì anh em có ráng chạy lên hết cái nhiệm vụ 100 thì phải 100, 120 gì á. Thì chúng ta sẽ tới cái lâu đài A-Safe gì đó, có bảng A-Safe. Thì ở đó chúng ta sẽ được nhiều A-Safe hơn ha. Ok, có bảng trang quái thì ra kim cương này nọ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lướt đến thông tin server cho anh em dễ tìm hiểu ha. Đây, fanpage. Đây, fanpage này nó méo vô được. Ok, đây là fanpage của game hả? Mu Khởi Nguyên H5. Đó. Khai mở đua top lực chiến à? Này không phải chứ nè. Đây. Open S1 Legend 1 hả? Đó, test gì 17 giờ ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ ngày 27 tháng 8 hả? Open chính thức là 8 giờ ngày 27 tháng 8, chuỗi sự kiện siêu hot. Tạo nhân vật nhận ngay VIP 6 và 1 triệu kim cương ha. Rồi các ưu đại khủng khi tham gia event. Có tân hữu nữa nè, hàng ngày nhận cốt và xu miễn phí, không cần nạp, vẫn chơi bình thường. Hàng tuần có sự kiện vui bơi ca cực đã, phần hưởng kim cương nhiều trong các hoạt động sự kiện, điểm danh vọng các sự kiện diễn ra hàng ngày, săn boss, rớt đồ VIP, đấu trường đoạt bảo, nhiều event nhận kim cương, vật phẩm VIP miễn phí và nhận gì và rất nhiều tính năng cực hot đang chờ anh em trải nghiệm trong game. Tỷ lệ 20.000 xu bằng 200.000 kim cương. Chia sẻ tag 5 người bạn nhận ngay code VIP nữa anh em. Đó. Ok. Rồi đây có đua top nè hả? Đua top lực chiến. Đó. Top 1 600.000 xu. 600.000 xu. Hồi nãy là 20.000 mà chúng ta được 200. Vậy là 600.000 là được 6 triệu. Đồ, 6 triệu là cả một cái gia tài đấy anh em. Ok. Và 50 lượt quay hả? Đồ game này có lượt quay hả ta? Để heo ra coi. Game ok, speed code. Đâu vòng quay đâu anh em? Đây, vòng quay nằm ngoài này. À, có cái vòng quay hả? Vòng quay nằm ở ngoài. Đấy, server này heo mới lướt và thấy nha anh em. Trời ơi, dễ gì đụng mắt có 1 triệu xu luôn nè. Thế à? Ok, điểm danh nhận 7.000 xu hả? Đồ. Tích lũy không đồng nữa nè anh em. Wow, kinh nghiệm A-Safe. Nhưng mà cái này từ từ nhận anh em. Tại vì nhận thì nó lên kinh nghiệm, chúng ta không có chạy được mấy cái nhiệm vụ đầu. Má nó hơi khó khăn bởi việc đó. Là bây giờ heo sẽ chạy nhiệm vụ một tí và đi xin code lái xe, xong rồi chúng ta sẽ nhận quà tiếp nha anh em. Ok. Rồi. Heo nhập code like xe rồi nha anh em. Ok, nhập rồi, đây thì có quà. Cái đúng quà gì vậy ta? Đối tân hữu 1 vạn kim cương, 100 vạn A-Safe và 5 vạn kim cương nữa hả? Á, đồ. Rồi, lên luôn level 174 rồi. Rồi ở đây hồi nãy đây tích nạp nhận cái quà này nữa hả? 10 triệu A-Safe nha anh em, chứ không có ít nha. Ok. Wow. Ủa rồi, nhận chưa? Sự kiện chưa bắt đầu. Ok, hiểu luôn. Rồi, chưa bắt đầu thì chúng ta cứ để đó hả?
Ở đây nó có nạp vào game ít nhất là 20.000. Vậy đây không có web shop nữa rồi anh em. Ok, bây giờ chúng ta còn một cái code nữa. Đó là cái code Tân Hữu hả? Không biết là cái code Tân Hữu nó có cái gì đây. Feed code. Đây, feed code. Đục hoài vô luôn hả? Còn một cái kiếm 10 vạn. Rồi một rương Tân Hữu. Về vô cái rương Tân Hữu đó là cái gì đây ta? Mở ra chúng ta được mở ra hên xui đó hả? Ok ok, rồi chúng ta được 1 triệu mốt kim cương hả? Ok, với lại level nữa. Ok ok. Rồi vô nào. Thì đây, hồi nãy giờ chạy thì nó cũng lên được khá khá nha anh em. Đó, game này thì chắc nhiều anh em cũng biết rồi, với lại lâu rồi heo không có làm cái game này. Đó, với lại cũng có server nào giới thiệu anh em, thì hôm nay có một cái server nó phi cũng khá khá hả. Sẵn dịp thì giới thiệu cho anh em luôn. Đó, đậu xanh đó. Dạ. Yeah. Bộ ok, cổ vũ bằng kim cương cho nó mạnh. Nâng nãy giờ mà ta nói hình như đồ khá nhiều hay gì á. Ở đây có shop nữa nè. Shop nó bán gì đây? Đá thần trang, cường quá. Rồi ở đây ngọc gì á? Trạm chi thuật rồi đây 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 đây. Ồ, 2 vạn một cuốn hả? Ơi được anh em, được được được. Oh my god. Ngon rồi, ngon rồi. Ngọc tạo đâm gió nè. Đồ rẻ ta, rẻ 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 đó anh em à. Ok ok. Rồi bây giờ mấy con này sẽ có kỹ năng hả? Thơm thơm. Đó, lên level là chúng ta có thể kích hoạt được mấy cái này hả? Đó, lên level 300 thì cấp học 56 cuốn gì à? Hắc Long Sống Thực hả? Rồi cái cuốn này cuốn gì đây? Cuốn Phịch Lượng Vòng Trảm Chi Thực hả? Ủa hồi nãy ta thấy nó ở đây nè. Chứ hồi nãy có mua mà ta. Rồi đâu rồi? Đây 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 đây. Ok, mỗi đứa được ăn một lần. Đó, có kỹ năng rồi, thơm, đù. Kỹ năng ở đây bán rẻ anh em, có mấy bản kỹ năng bán nó hơi bị chát hả? Kỹ năng đây bán được nè. Rồi quà sưu tập, thành tích nhận hết hả? Rồi thành tích chúng ta nâng cái này lên. Đây là quà 7 ngày, gói mua 7 ngày nè hả? Mua hết đi anh em, đừng có chừa gì hết. Ok, ok. Chưa mở bét nữa nè. Đang phi tới 1 triệu kim cương lần nha anh em. Nên là cứ xài vậy hả? Đấy, nhiều ông cứ hô. Rồi không có kim cương mà xài, không có kim cương mà xài. Đây kim cương nè, chơi đi. Bệnh gì cử đó. Ok, mua luôn mấy gói này. Đủ. Có bét nè hả? Mua luôn. Rẻ mà. Rồi VIP không đủ. Rồi tích nạp, tăng level. Bút lợi anh em nhập code ngoài web nha. Chứ game này chúng ta không có nhập code ở trong game nha anh em. Nhiều anh em mà cứ tưởng là nhập code trong game thì cắm đầu nhập không được thì bỏ tay hả? Đúng. Được đấy, được đấy. Ok, tí cần thì chúng ta lên tiếp ha. Đây hình như nó có phó bản anh hùng đâu mất mẹ nè. Đó là phó bản A-Ship. 1-1 mới mở có phó bản A-Ship hả? Ok. Rồi chúng ta còn cái nào là A-Ship nữa không? Này, tăng level à. 2 phút mấy nữa hả? Bà mẹ nữa.
Đây 250 chúng ta mới mở được cái này hả? Á đồ, chúng ta mới 230 mấy rồi hả? Rồi để heo đi chạy nhiệm vụ tí cái đã. Thì anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo để ở dưới cái phần mô tả nha anh em. Thông tin rồi admin này nọ heo để hết dưới đó hả? Anh em nào có chơi thì kéo xuống tải về. Đấy, bây giờ đi đánh con boss để kiếm đồ cái đã. Ok, nhắc lại thông tin hả? Mu khởi nguyên H5 Open X1 17 giờ ngày 28 giờ ngày 27 tháng 8 hả? Anh em nào có chơi thì tải về. Ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.